Từ trưa nay, trên những tuyến đường dẫn về Quảng Ninh, mật độ phương tiện giao thông đã tăng cao. Để phòng ngừa ùn tắc và tai nạn giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Công an tỉnh huy động tối đa lực lượng, phương tiện, kỹ thuật, tăng cường tuần tra kiểm soát, điều tiết phân luồng giao thông từ xa, từ sớm. Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức điều tra cơ bản nắm tình hình, tập trung vào các cái hành vi như điều khiển phương tiện chở quá số người quy định, lạng lách, đánh võng, vượt chạy quá tốc độ, sử dụng rượu bia, ma túy với tinh thần là kiên quyết xử lý triệt để, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Trên tuyến đường thủy phục vụ du khách tham quan Vịnh Hạ Long, các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra việc đảm bảo an toàn của phương tiện, chứng chỉ nghiệp vụ của đội ngũ thuyền viên, việc niêm yết giá các dịch vụ, công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Kiểm tra về cái thủy thủ thuyền viên mà trong cơ thể có nồng độ cồn, ma túy và các chất kích khác. Và cái thứ hai nữa là cái chuyên đề về chở hàng hóa cũng như là chở người vượt quá giới hạn quy định. Đồng thời chúng tôi phối hợp với lực lượng chức năng như là cơ quan cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh là điều tiết tại các cái tuyến giao thông trọng điểm, các cái điểm dừng chân tham quan trên vịnh Hạ Long, với mục tiêu cao nhất làm sao mà để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho du khách đến tham quan trên vịnh Hạ Long cũng như là tham quan tỉnh Quảng Ninh. Các cái tàu phải đều có cái bản niêm yết giá dịch vụ trên tàu du lịch của mình để cho khách du lịch khi mà có nhu cầu tham quan vịnh Hạ Long mà đặt các cái dịch vụ trên tàu cũng nắm bắt được các cái giá cả dịch vụ và đáp ứng được các cái nhu cầu du khách để tránh cái tình trạng thu cao hơn giá quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Trong dịp này, Bộ Công an đã cử 15 cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm, đảm bảo an